Vào những ngày giữa tháng 5, câu chuyện ly hôn sau 14 tháng chung sống của Trung Hân Đồng và bác sĩ Lại Hoàng Quốc đang là đề tài nhận được sự bàn tán rôm rả của dư luận. Câu chuyện không chỉ bất ngờ mà có dấu hiệu không đơn giản khi mà Lại Hoàng Quốc liên tục có động thái trước tin đồn này. Đến ngày 13 tháng 5 năm 2020, dân mạng phát hiện người chị em cùng cam cộng khổ của Hân Đồng là Thái Trác Nghiên cũng đã hủy theo dõi Weibo của Lại Hoàng Quốc. Trác Nghiên thường được mọi người biết đến với cái tên là Twins cùng với Trung Hân Đồng, nhóm nhạc chỉ có hai thành viên cùng song hành bên nhau trong suốt 20 năm qua. Nghĩ về Twins, nhiều người không khỏi cảm thán về cuộc đời lận đận của cả hai cô gái. Họ không chỉ là chị em cùng nhóm mà đến số phận cũng giống nhau đến lạ. Đều là những người phụ nữ khổ vì tình, luôn bị chuyện tình cảm quật cho tan tác. Trung Hân Đồng được xem là sao nữ có đường tình khá trắc trở và nhiều nước mắt, mãi cho đến khi ngỡ chạm đến cánh cửa hạnh phúc rồi thì nó lại lần nữa khiến Trung Hân Đồng và khán giả vỡ mộng. Sau khi đi du học ngắn hạn về, Trung Hân Đồng nhận được lời mời gia nhập làng giải trí, mất 2 tháng để suy nghĩ, cuối cùng người đẹp cũng đồng ý bước chân vào showbiz. Trung Hân Đồng ra mắt với tư cách là ca sĩ trong nhóm Twins. Nhờ sự đáng yêu, trong sáng cùng khả năng ca hát của mình, Twins nhanh chóng trở thành nhóm nhạc hàng đầu vô cùng nổi tiếng ở xứ Cảng Thơm. Là nhóm nhạc nữ được thành lập vào năm 2001, Twins gồm hai thành viên Trung Hân Đồng, nghệ danh A Kiều và Thái Trác Nghiên, nghệ danh A Sa. Đây được coi là nhóm nhạc nữ thành công nhất trong lịch sử âm nhạc Hồng Kông với rất nhiều giải thưởng lớn nhỏ ở thị trường Hoa ngữ cũng như châu Á. Twins cũng là nhóm nhạc duy nhất từng giành giải nữ ca sĩ nổi tiếng nhất châu Á-Thái Bình Dương vào năm 2007 và 2012. Không chỉ nổi tiếng trong lĩnh vực âm nhạc, Twins còn lấn sân sang diễn xuất, người mẫu, MC. Trong thập niên 2000, hai cô gái Trung Hân Đồng và Thái Trác Nghiên gần như phủ sóng toàn bộ showbiz Hồng Kông, sở hữu hàng loạt hợp đồng quảng cáo lớn, được coi là hình mẫu lý tưởng của nam giới. Khán giả còn đặt cho hai người biệt danh Ngọc Nữ. Những bộ phim được đánh giá cao của Trung Hân Đồng như Sự Trả Thù Của Nàng Công Chúa, Tân Tuyết Sơn Phi Hồ, Oan Hồn 49 Ngày, Kế Hoạch A. Tuổi thơ cơ cực của Trung Hân Đồng. Trung Hân Đồng sinh ngày 2 tháng 1 năm 1981 tại Hồng Kông với tên ban đầu là Trung Địch San. Khoảng 2 tuổi, gia đình đổi tên thành Trung Gia Lệ. Khi cô 1 tuổi, cha cô qua đời, cô sống cùng với mẹ. Khi cô học trung học, mẹ cô tái giá. Trung Hân Đồng được mẹ gửi cho họ hàng chăm sóc. Sau đó Hân Đồng có thêm một em gái nhỏ hơn mình 16 tuổi. Nhưng bất hạnh thay, cô dì chú bác đều không ai chịu nhận chăm sóc Trung Hân Đồng. Hết người này lẫn người kia đùn đẩy trách nhiệm nuôi dưỡng cô. Nữ diễn viên tâm sự, những tháng ngày hạnh phúc nhất tuổi thơ mà cô nhớ là những ngày sống cùng ông nội. Ông nội là người yêu thương cô nhất nhưng cũng mất sớm. Mỹ nữ Hồng Kông tự nhận vì tuổi thơ không hạnh phúc nên cô lớn lên trở thành người tự ti, ít nói, không hề hợp với làng giải trí. Nhưng vì gánh vác trách nhiệm nuôi gia đình, nhất là mẹ và em gái cùng mẹ khác cha, nên Trung Hân Đồng vẫn ra sức kiếm tiền nhờ ca hát và diễn xuất. Rớt xuống đáy bùn chỉ vì ảnh nóng. Ở thời kỳ đỉnh cao nổi tiếng, Trung Hân Đồng vướng phải scandal lộ ảnh nóng khiến đời tư và sự nghiệp lao đao. Vào năm 2006, nữ ca sĩ diễn viên bị chụp lén trong phòng thay đồ ở Malaysia. Sự việc khiến mỹ nhân sinh năm 1981 suy sụp tinh thần, phải mở họp báo để thanh minh và xin lỗi khán giả. 2 năm sau đó, scandal ảnh nóng của Trần Quán Hy xảy ra cùng với Trương Bá Chi, Trung Hân Đồng là một trong những mỹ nhân chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Cô bị chỉ trích gay gắt vì những bức ảnh giường chiếu cùng bạn trai cũ. Scandal này khiến thành viên nhóm Twin phải tạm dừng hoạt động nghệ thuật trong 1 năm. Sau khi trở lại ngành giải trí, Trung Hân Đồng vẫn phải hứng chịu tẩy chay kịch liệt của khán giả. Cô bị chê vì làm hỏng hình tượng ngọc nữ trong sáng gắn liền với nhóm Twins, làm ảnh hưởng đến người bạn cùng nhóm Thái Trác Nghiên. Tổn thương từ tuổi thơ, tổn thương bị người đời chỉ trích, tổn thương bị người mình yêu phản bội, tất cả cùng đè nặng lên Trung Hân Đồng ở những năm đó. Quá khứ đen tối khiến Trung Hân Đồng liên tục bị tình yêu chối bỏ. Vượt qua làn sóng chỉ trích, mỹ nhân người Hồng Kông vẫn kiên trì hoạt động nghệ thuật và tìm kiếm nhân duyên mới. Cô công khai hẹn hò với Mạch Tuấn Long, con trai của chủ tịch công ty cổ phần viễn thông CCT Telecom với khối tài sản lên đến hàng tỷ đô la Hồng Kông. Tuy nhiên, mối tình này nhanh chóng tan vỡ do gia đình họ Mạch phản đối con trai cưới cô gái có quá khứ không trong sạch. Năm 2012, Trung Hân Đồng thừa nhận đang yêu doanh nhân người Mỹ gốc Hàn, Tyler Won. Quan hệ của hai người chỉ kéo dài 10 tháng và kết thúc trong ồn ào. Ngay sau khi chia tay với Trung Hân Đồng, Tyler Won được cho là đang hẹn hò với thành viên Jessica Jung của nhóm nhạc nữ đỉnh đám nhất Hàn Quốc, SNSD. Lúc đó, Trung Hân Đồng phải đối diện với rất nhiều bài báo có tiêu đề tiêu cực như bị Tyler Won đùa giỡn, chơi qua đường hay những bình luận như
người có quá khứ như Trung Hân Đồng làm sao có thể so sánh với Jessica. Còn Jessica cũng bị không ít fan trung mắng là người thứ ba giành giật người yêu đại gia của Trung Hân Đồng. Trung Hân Đồng cứ thế lại có thêm một mối tình đầy thị phi. Tháng 6 năm 2017, truyền thông Hồng Kông tung loạt ảnh hẹn hò của nữ ca sĩ nhóm Twins và thiếu gia nổi tiếng đảo hoa đất Thượng Hải, Phần Tấn. Trung Hân Đồng nhanh chóng phủ nhận tin đồn tình cảm trên. Nói về đường tình duyên trắc trở của mình, mỹ nhân 39 tuổi từng cay đắng nói: "Chưa từng có ai ngỏ lời cưới tôi." Những sự kiện trên đã chôn vùi danh tiếng của Trung Hân Đồng, khiến cô đóng băng mọi hoạt động của mình, bị khán giả tẩy chay kịch liệt. Khi tình hình tạm thời được lắng xuống, Trung Hân Đồng quay trở lại showbiz nhưng khá chật vật tìm chỗ đứng. Mãi cho đến năm 2013, nữ diễn viên mới dần tìm lại được danh tiếng cho mình. Cô được Forbes xếp vào top 100 gương mặt quyền lực nhất của làng giải trí Trung Quốc. Sự nghiệp diễn xuất đến âm nhạc Trung Hân Đồng đều thắng lớn. Những năm gần đây, Trung Hân Đồng không tham gia đóng phim nhiều, nhưng cô vẫn là một ngôi sao vừa tài năng vừa tai tiếng được nhiều người quan tâm. Cứ ngỡ là bến bờ hạnh phúc nhưng hóa ra lại là một lần nữa đau thương. Vì từng có scandal bê bối tình cảm với Trần Quán Hy, điều này là vết nhơ xóa mãi không sạch trong cuộc đời của sao nữ. Mãi sau này, cô mới tìm được một người yêu thương mình và quyết định về chung một nhà. Nhưng ngỡ đâu là hạnh phúc thực sự lại là bao cay đắng. Sau nhiều trắc trở trong tình yêu, Trung Hân Đồng được bạn bè mai mối cho bác sĩ Lại Hoàng Quốc. Lại Hoàng Quốc từng đổ vỡ hôn nhân một lần trước khi đến với mỹ nhân sinh năm 1981. Hai người tìm hiểu nhau trong 8 tháng trước khi quyết định tổ chức đám cưới. Khi quen nhau, nữ ca sĩ nhóm Twins luôn tỏ ra hạnh phúc với chuyện tình cùng bác sĩ kém tuổi và Trung Hân Đồng cũng thường xuyên đăng ảnh tình cảm của hai người lên trang cá nhân. Chính vì thế, người hâm mộ và bạn bè của Trung Hân Đồng luôn kỳ vọng anh có thể mang đến hạnh phúc cho cô sau 10 năm tủi hổ vì scandal ảnh nóng. Đáng tiếc, chỉ 14 tháng sau khi tổ chức đám cưới, Trung Hân Đồng và Lại Hoàng Quốc lại thừa nhận ly hôn. Sina đưa tin hai người thường xuyên cãi vã về những mâu thuẫn liên quan đến quan điểm sống, cách hành xử, thu nhập kinh tế. Truyền thông Trung Quốc cho hay Trung Hân Đồng không hề yêu Lại Hoàng Quốc, nhưng vì sĩ diện cá nhân và đang vướng hợp đồng quay show truyền hình nên không dám ly hôn ngay. Trong khi đó, bác sĩ thẩm mỹ họ Lại thường xuyên được xuất hiện trên mặt báo với loạt ồn ào lăng nhăng ngoại tình và lợi dụng vợ để trục lợi trong lễ cưới. Cuộc ly hôn lần này khiến công chúng không khỏi thương tiếc cho một ngôi sao tài năng và nhan sắc như Trung Hân Đồng. Con đường tình duyên của nữ diễn viên dường như chưa bao giờ êm đẹp. Cô từng bị lộ ảnh nóng với Trần Quán Hy khiến cho đoạn tình cảm 5 năm giấu kín của cả hai tan vỡ. Kể từ đó, danh tiếng lẫn tình duyên vô cùng lận đận.